Ok, hello anh em, chào mừng trở lại clip tiếp theo. Mình làm tới clip 8 rồi đúng không? Tôn giáo thì mình làm tới phần tiền đồ xong nha anh em. Cái này hồi nãy lúc đầu mình đọc nó có nếu mà bạn gì đó này trở lại, như nếu như bạn là người có kinh nghiệm hãy bắt đầu với bối cảnh chính tiền đồ xong không? Nhưng mà thôi, mình chơi hết để mình biết cái lịch sử nó làm sao không? For centuries, the Nubian. Không không có nghe nha em, cái này nó tiếng Anh, nó người nước ngoài nó nghe, mình chỉ đọc thôi. Cataract thứ tư, 1878 đến 1860, trước công nguyên hàng thế kỷ, người Nubian ở phía nam đã tấn công và cướp bóc thành phố của chúng ta ở thượng Ai Cập. Pharaoh Senurek ba đã quyết tâm thương lượng với chúng. Kế hoạch của ông là chinh phục nước Nubia nhỏ bé bằng cách xây dựng các pháo đài dọc bờ sông Nin từ tất cả các ngã đến cataract thứ tư dòng chảy hoặc thác nước trên sông Nin không thể vượt qua bằng thuyền. Ở phía nam có một hòn đảo tên trên sông Nin là nơi lý tưởng để xây dựng một pháo đài khám phá hòn đảo, dọn sạch kẻ thù và xây dựng một nhà chính và hai hấp canh nữa gác ở đây. Nhưng nhớ rằng hãy thận trọng với kẻ xâm lược Nubian đang tiến đến gần. Giờ là mình thu phục thằng gì đó Nubian à? Như vậy mục tiêu định vị hòn đảo trên sông Nin, xây một nhà chính, bốn hấp canh trên đảo, mười con chuyển vượt sông. Cái đơn vị quân sự, cái tàu tác hơi được xếp tàu vận chuyển, đó là cái tàu vận chuyển tàu chở một số lượng dân làng nhất định, đơn vị và cái tàu tác vận chuyển. Để giới hạn vận chuyển, nhấn nút xuống tàu ở những tòa tháp canh nghiên cứu kỹ thuật của kho lương. Khi hoàn thành cái tháp quan sát, mình sẽ nâng cấp thành tháp cảnh gác kho lương anh em, để hiển thị hướng dẫn. Ok, hướng dẫn này cũng đơn giản, ngắn gọn. Đọc phần lịch sử nữa hơi dài xíu, nhưng mà chơi này nghe cốt truyện nên là phải đọc nha anh em. Chứ mình chơi không, mình vô mình chơi bình thường, mình không hiểu cốt truyện, mình không hiểu được lịch sử thì cũng không hay. Theo kỳ sơ cấp đầu tiên, hoàng tử Mentuhotep II 2061-2010 trước công nguyên của triều đại hướng 11 được xây dựng trên sự thành công của người tiền nhiệm và tái thống nhất Ai Cập bằng cách đánh bại những người cai trị vùng Heraclius ở Hạ Ai Cập. Hôm nay mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Ai Cập gọi là Trung Vương Quốc. Mentuhotep II đã đặt cho Thaber làm kinh đô và đôi khi nó được gọi là Menet thứ hai, để tưởng niệm người cai trị đầu tiên của cổ vương quốc Nemer, người đã thống nhất Ai Cập trong thế kỷ trước. Sau Ai Cập hai đứa mạnh mẽ từ thời kỳ Trung Vương Quốc, bất chấp những nỗ lực học theo người tiền nhiệm các pháo ông thời kỳ Trung Vương Quốc, quân chức địa phương có nhiều quyền lực và giàu có hơn, họ dễ dàng thăng thứ hạng. Sự khác biệt rõ ràng trong giai đoạn nghệ thuật của Ai Cập. Pharaoh không còn là những người duy nhất thưởng thức nghệ thuật, mà là những người cai trị địa phương, tầng lớp quý tộc cũng thấy kết quả là rất nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng. Xung đột với láng giềng của Ai Cập phía nam, người Nubian thường xuyên xảy ra trong giai đoạn này, nhưng nó không kéo dài tới hiệu triều đại Sururet 3, 1878-1860 trước công nguyên, nơi Ai Cập đã có những cuộc chinh phạt đáng kể. Sururet 2 chỉ đạo 4 cuộc diễn chinh chống lại người Nubian và đẩy lùi họ xuống phía bắc. Thuộc sự kiểm soát Ai Cập để cũng có các cuộc chinh phạt này, Pharaoh ra lệnh cho cấp dưới xây dựng một mạng lưới tường gia cố dọc biên giới để ngăn các cuộc tấn công người Nubian. Sururet III cũng biết phải dẫn dắt cuộc viễn chinh tới Canaan. Những thành tựu chính của ông là phát triển Ai Cập thịnh vượng ổn định trong thời gian trị vì các giáo phái Osiris và Amun. Ngày càng phổ biến, Osiris trở thành vị thần rất quan trọng trong kiếp sau, nơi ông ta là người cai trị Ngân Xét. Sururet III cũng hoàn thành đền Amun gần Karnak, và Mentuhotep II đã xây dựng
dựng. Đây là công trình tôn giáo lớn nhất trong thời kỳ này, triều đại của Sirit II và triều đại thứ 12 của vua, và triều đại thứ 12 của vị vua khác là thời kỳ Hoàng Kim Ai Cập. Okay. Nói chung lịch sử nó kéo dài tới hàng ngàn năm anh em, nhưng mà mình chơi dọn dẹn trong vòng có mấy phút thì như vậy là cũng không có nhiều, nhưng mà cũng hiểu được giai đoạn đó nó như thế nào anh em. Thì Ai Cập là một cái nước gọi là phát triển đầu tiên của lịch sử nhân loại, rất là nhiều cái đặc biệt mà mình chưa khám phá hết được ở đây. Ok, dứt. Mục tiêu của mình đang ở thời kỳ 3 rồi nha. Mình đang ở thời đồ đồng rồi nha. Còn một thời kỳ nữa là đồ sắt, là kết thúc. Tạo hai tháp canh gác trong khu vực 2 để đánh dấu, tạo nhà chính khu vực 1 để đánh dấu. Khu nào mà khu 2 mà khu nào khu 1? Có nghĩa là bên đây nè, trong cái dòng này mình sẽ tạo tháp canh là chính ở đây. Ok, mình review map nha. Nó phóc luôn. Để xây được mấy cái tháp với mấy cái nhà chính ở trên đây thì anh em phải phải hạ được mấy cái tháp. Ok, vũ kén cào, đồng ý. Hôm nay xây tống đá. Mỏ đá đâu? Toàn mỏ vàng. À ok, mình sẽ chờ xíu anh em lấy gạch. Quay lại rồi đây. Bây giờ mấy cái mình phải xây cái nhà tàu để đặt mấy cái tàu này với mấy cái tháp. Đá, ok. Tàu này cho đậu ngay chỗ này sao? Chịu khó nè, mình xây gần gần dưới đây xíu chứ để mình xây đó nó đập mình chết. Gì đây, mình cứu giáp cho cùng phòng. Nó chỉ tống gỗ thôi nè, mình xây cái xây thêm mấy cái nhà nhà dân nha.
mua tàu chiến nó cũng tốn slot đấy. Không có chọc con voi này nó đập chết nha. Mình chỉ mua tàu thôi anh em, mình không cần mua mấy cái đơn vị khác, tại vì mấy cái tháp này nó đứng sát bè nên là mình cũng không cần mua đơn vị khác, mua tàu là đập được. Xây thêm cái tàu, nhà tàu. Không đủ gỗ. Mấy này cho đi chặt gỗ hết nè. Tàu chiến thôi. Để tôi coi cái kỹ thuật cơ tàu chiến có nâng cấp gì mạnh mẽ không. Tàu chiến không hồi lên thời kỳ tiếp theo mới nâng được nên là không cần làm gì hết anh em, không cần xây gì hết. Này mình cũng đâu có lên được thời kỳ tiếp theo đâu. Nó đâu có cho mình lên đâu. Nên là cứ mua tàu thôi, mua nhiều nhiều thôi. Mấy chiếc rồi? 2, 4, 6, 7 chiếc. Chục chiếc là để dập được à. Hai chiếc này ra nữa là đập được rồi. Thôi giờ quýnh được đó. Tại chiếc nào hư thì mình sửa là lấy nông dân mà sửa thôi. Dứt. Oh, chiếc này gần hư đúng không? Dẫn vào đây cho nông dân sửa. Chạy đâu. Ok, để nông dân sửa xong thì anh em cứ nó không có hiện máu, anh em phải bấm double lock nha. Bạn để tôi sửa mấy chiếc ok rồi, lắm cái tháp này. Bà nội cha nó kẹt. Cái trò này tôi ghét nhất là nó bị kẹt đó nè. Dẫn đi đông đông cái nó bị kẹt. Có mấy thằng nó kẹt dính luôn, không đi được. Cái lỗi đó chưa fix được nha. Lỗi đó nhà có thằng chưa fix được. Tùy theo tình huống mà anh em mua đồ chiến nha, chứ không cần phải làm chi
cho nó phức tạp. Ok, hàng đó nó cái rồi ok. Rồi cái okay, hàng đó nó bắt được còn mấy kia bắt không được thôi các bạn đi. Nó bắn như nào bắn này thôi nè. Tao vẫn chiến nhẹ, ok, mua hai chiếc luôn. Lẫm rồi ha. Ok anh em, bây giờ mình đem hết nông dân qua đây nè, đem hết nông dân không cần đi khai thác nữa, tại vì cái tháp này xây nhà chính cần gì. Ủa sao xây được nhà chính ta? À mình sẽ xây chính phủ. Ok nhưng mà bạn đã chiến thắng. Risking their lives, your builders managed to construct the fort on the Nile River Island. It is only one of many forts, but it is certainly the most important as it controls access to the river itself. Your stalwart soldiers manned the fortifications, and thus the Nubians have given up on their attempts to raid Egypt. You do not believe the Nubians will be stopped permanently, but your actions have brought peace for the time being. Ok, thì cái mạng đó có hai cách đem những thắng không? Màu là anh em quýnh banh hết trong cái nhà giữa không mà xây nhà chính. Mấy cái tháp canh. Cái đó hơi lâu. Cái thứ hai nữa là anh em cứ mua một đống tàu chiến khoảng chục chiếc. Dẫn đi đập banh hết là hắn thôi. Mất lại gì vậy? Bảo hiểm ra một tấm những hồi hạn của bạn vẫn là gần thôi là tình lão công nhân đó là chỉ một trong rất nhiều tháo dài nên nó là cái quan trọng nhất bởi nó kiểm soát những kẻ tiếp cận dòng sông những binh lính khỏe mạnh của bạn từ người bóng họ lại cho và do đó người Nubian từ bỏ ý định tấn công cặp bạn không nên là người Nubian từng nhận lời dinh dáng nhưng hành động của bạn xem là hòa bình trong một thời gian. Rồi đến là kết thúc đây nha em, nhớ là ghi cho nó mở nha, hẹn cho lên viết tiếp theo nha.